Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Trần Đức Dung đã chia sẻ rằng cô có biết về một cuộc tranh luận gần đây xung quanh việc nhiều diễn viên trung niên vẫn hào hứng với vai diễn thanh niên. Về phần mình, nữ diễn viên Trần Đức Dung cho rằng cô vẫn giữ được diện mạo trẻ trung và không có ý định vào vai mẹ của những diễn viên trẻ tuổi khác trong tương lai gần. Một phần lý do là bởi nếu vào vai mẹ của những diễn viên trẻ, chính cô cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Với tôi, việc đóng vai mẹ của diễn viên khác trên màn ảnh là sự sỉ nhục và xúc phạm lớn. Tôi vẫn còn đẹp thế này, sao có thể đóng dạng vai đó được? Sao nữ tiếu ngạo giang hồ chia sẻ. Tuyên bố của Trần Đức Dung trở thành chủ đề bàn tán hot nhất Weibo với hơn 180.000 người tham gia. Việc nữ diễn viên từ chối đóng vai mẹ cũng như khẳng định bản thân vẫn trẻ đẹp như thời xuân sắc khiến khán giả cho rằng cô muốn cơ sừng làm ghé. Cư dân mạng chỉ trích sao nữ là sự xấu hổ của giới diễn viên vì cố chấp sắm vai thiếu nữ khi đã bước sang tuổi 47. Đáp lại những chia sẻ có phần vui vẻ vô tư của Trần Đức Dung, cư dân mạng đã có những bàn luận. Cô ấy thực sự nghĩ mình vẫn có thể vào vai thiếu nữ hay sao? Diễn viên chuyên nghiệp là phải nhập vai đa dạng, họ thậm chí có thể nhập vai nhân vật nhiều tuổi hơn tuổi thực của mình, cớ sao lại chỉ thích nhận vai thanh xuân trẻ trung hơn tuổi thực? Trước áp lực dư luận, Trần Đức Dung lên tiếng giải thích, đoạn video trên được thực hiện từ hơn một năm trước và đó chỉ là câu nói đùa trước câu hỏi oi om của cánh ký giả. Nhưng theo Sohu, thực tế vai người mẹ cũng là nhân vật các nữ diễn viên hạng A né tránh nhất. Dù vậy, gần đây, khi tham gia bộ phim điện ảnh Sơn Trung Sâm Lâm, Trần Đức Dung đã vào vai người mẹ ở tuổi trung niên. Vì vậy, thực sự cô không chú ý từ chối một dạng vai nào. Việc nhận vai hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng vai diễn và kịch bản mà cô nhận được. Thực tế, những chia sẻ của nữ diễn viên Trần Đức Dung chỉ là một góc nhìn thẳng thắn vào những sự ngại ngần mà nữ diễn viên trung niên vẫn thường gặp phải khi đứng trước những sự lựa chọn vai diễn. Nữ diễn viên Lâm Tâm Như, 45 tuổi, đã từng chia sẻ thẳng thắn cô sẽ không vào vai của mẹ nữ chính trẻ tuổi trong các bộ phim, bởi trước nay cô chỉ toàn nhận các vai nữ chính. Việc bỗng dưng chuyển sang đóng vai phụ nữ trung niên, vai lót sẽ khiến cô cảm thấy hụt hẫng và chưa thể đón nhận điều đó. Y năng tình cũng kiên quyết từ chối khi được mời đóng vai mẹ của các ngôi sao. Tôi không thích đóng vai mẹ trên phim, điều đó thật kỳ cục. Tôi nên là mẹ của ai khi trông tôi như chị gái của họ, cô thổ lộ. Giống như Trần Đức Dung, y năng tình có nhan sắc trẻ trung so với tuổi thật 52. Năm 2019, tham gia show truyền hình Chúng Tôi Là Bạn Bè Chân Thành, Từ Hy Viên tâm sự, cô bị ế kịch bản. Do tuổi tác đã lớn và bị phá dáng sau hai lần sinh nở, người đẹp vừa sau băng không còn đủ sức cạnh tranh vai nữ chính với lớp diễn viên tài sắc trẻ trung hiện nay trong showbiz. Cô thậm chí còn nhận được không ít lời mời đóng vai mẹ của các diễn viên chính, song đã từ chối tất cả. Tôi thề sẽ không bao giờ đóng vai mẹ của bất kỳ ai trên màn ảnh. Thật quá đáng khi có nhà sản xuất mời tôi diễn mẹ của Vương Đại Lục. Mọi người không thấy quà trương sao? Dù không có gì để đóng, tôi cũng không nhận vài kiểu đó, Từ Hy Viên chia sẻ với iFan. Trong show thực tế My Little One, Phương Âu tâm sự, cô không bài xích vai người mẹ trên màn ảnh. Song mỹ nhân 39 tuổi e ngại, nếu nhận lời đóng dạng vai nhân vật này quá sớm, về sau cô sẽ bị trói buộc mình với hình ảnh nghệ sĩ trung niên, không thể nhận vai nữ chính. Các nữ diễn viên đều làm mọi cách để bản thân họ giữ được vẻ trẻ trung, hấp dẫn qua thời gian. Không những vậy, khi xuất hiện trước truyền thông, công chúng, họ cũng luôn thể hiện mình rất vui vẻ, tràn đầy sức sống thanh xuân. Hầu hết diễn viên đều tin rằng thanh xuân từ ngoại hình cho tới nội tâm là điều cần thiết để họ có thể hoạt động bền bỉ trong nền công nghiệp giải trí. Ở showbiz Hoa ngữ, khi bước qua độ tuổi 40, sự nghiệp diễn xuất của hầu hết minh tinh đều gặp rất nhiều khó khăn. Họ loay hoay tìm kiếm kịch bản phim phù hợp, nếu không chỉ có thể diễn vai mẹ, còn với những đàn em kém mình chẳng bao nhiêu tuổi.